Hello, hello các bạn. À chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Anna Phương Trần. Hôm nay là ngày Chủ nhật là một ngày nghỉ. Thưa thì thường ngày ngày này á thì mình sẽ cùng gia đình mình ra ngoài chơi. Nhưng mà hiện tại đang có bệnh dịch và đang có lệnh cấm, cho nên là mình sẽ không đi đâu được ở nhà. Nhờ vậy mà mình có thời gian để mà chia sẻ tình hình bệnh dịch ở tại Mỹ nói chung cũng như là tại Cali nói riêng nè. À, nếu các bạn cũng giống như mình ngày chủ nhật mà cũng không có làm gì hay không có chuyện gì để làm, không đi ra ngoài thì là mình mời các bạn cùng vào đây nghe mình chia sẻ nha. Đầu tiên á thì mình sẽ chia sẻ số lượng thống kê bệnh dịch trên toàn nước Mỹ cho các bạn nghe nha. À, hiện tại trên Toàn nước Mỹ luôn thì tầm khoảng là 136.880 ca. À, đứng đầu tiên á, là New York là khoảng 59.528 ca. Kế tiếp nữa là đứng hàng thứ hai đó là New Jersey. Hiện tại là có 13.376 ca. Xuống tới nữa là California là cái nơi mình đang sinh sống. Là tầm khoảng 5.733 ca. À, xuống kế tiếp nữa là Michigan. Có khoảng 5.486 ca. À, kế tiếp nữa là Washington.

Ohio thì có là một sáu trăm năm mươi ba ca. Đó thì đó là à, bản thống kê một số tiểu bang mà có người nhiễm bệnh covid 19 chín. Thì à, ngoại trừ New York là đang đứng top là tầm khoảng sáu 000 ngàn ca. Thì những tiểu bang khác còn lại thì vẫn còn mức là ok. À, mọi người vẫn có thể ra đường mua đồ ăn. Chưa có chưa có tới nỗi mức mà là cấm mọi người ra đường hết hoàn toàn. À, tất cả các hệ thống ở bệnh viện thì chưa ở mức độ quá tải. À, vấn đề là chưa thôi trong tương lai thì mình chưa biết những cái những cái con số mình vừa mới chia sẻ với các bạn á nó sẽ có thể sai số ngay khi mình post cái clip này lên bởi vì cái cái số này nó sẽ cập nhật mấy tiếng một lần rồi hàng ngày đó hôm qua đó mình định làm clip cho các bạn xem nhưng mà mình bị bận cho nên không có thời gian làm à, thì cái bản số liệu mình chuẩn bị hôm qua đó nó đã không còn đúng với hôm nay nữa cho nên mình phải cập nhật một cái bản số liệu mới để mà chia sẻ với các bạn à, những cái điều mình sắp chia sẻ theo đây sau đây á đó là cái quan điểm của mình dựa trên một sự trung lập à, mình không phải là một cái người khi mà không thích hay ghét á, là sẽ ghét từ đầu tới đuôi từ A cho tới Z luôn thì có những cái nào không đúng á, thì mình phản ánh có những cái nào đúng á, thì mình cũng ủng hộ và quan hình. à, mấy hôm trước thì mình đã chia sẻ với cái việc mà cái clip mà khi mà người dân Mỹ trắng ở đây á à, kỳ thị rồi phản ứng gây gắt đối với những người châu á đeo khẩu trang để mà phòng ngừa bệnh covid 19 á, thì mình cực kỳ cực kỳ phê phán luôn nhưng mà những đối tượng mình phê phán ở đây là ai là những người kỳ thị chứ mình không phê phán những người không kỳ thị tại vì mình, mình nói mỹ trắng chung ở đây có nhiều bạn sẽ nói là ôi À, chồng của tôi bạn của tôi sếp của tôi hay là hàng xóm của tôi rồi đó là những người mỹ trắng rất là nai thân thiện thì mình đang không nhắm tới những người đó mình chỉ phê phán những cái người nào mà kỳ thị những cái người mà đến tấn công những người châu á chỉ vì họ đeo khẩu trang trong cái mùa dịch covid 19 này thôi á, thì mình cảm thấy họ rất là sai lầm à, hiện bây giờ đó mỹ á, đang đứng hàng top số người nhiễm bệnh covid 19 tính trên toàn thế giới luôn thì có rất nhiều người phê phán Mỹ trong cái việc là chống chọi với cái việc Covid-19 và mình thì mình nghĩ là họ bức xúc về cái việc như hồi nãy mình nói đó họ bức xúc về cái việc là họ bị kỳ thị họ đeo khẩu trang cho nên giờ Mỹ lên top thì họ cạm ràm thì theo bản thân mình á, thì mình nhận định là Mỹ á, đã rất là An toàn trong một khoảng thời gian quá dài. Những người dân ở trên Mỹ nó họ sống rất là an toàn, bình yên và ấm no trong một khoảng thời gian quá dài rồi, thì làm cho họ mất đi cái khả năng phán đoán, mất đi cái khả năng phải gọi là ứng biến với một cái đại dịch giống như là cái dịch COVID 19 này. À. Ngay cả khi mà Mỹ phát động chiến tranh với những nước khác thì những người dân ở sống trên nước Mỹ đều rất là được bình yên và bình an cho nên thì cái dần dần thời gian vậy á họ họ không có nghĩ là cái đại dịch này sẽ sẽ tới được với họ và họ tin tưởng vào chính quyền họ nghĩ là chính phủ sẽ giải quyết và sẽ khình trô được cái đại dịch này và họ sẽ ok cho nên họ đã chủ quan và họ trông chờ chính phủ à, chính phủ thông báo gì thì họ làm cái đó thôi chứ ngoài ra họ họ bình thường và họ thản nhiên không có bất cứ một sự phòng bị gì hết đó là lý do mà giống như khi họ thấy những người đeo khẩu trang thì họ nói ồ đây là, đây là những mầm bệnh đây là những người đang mắc bệnh và lây like cho họ chứ họ cũng nghĩ là người dân châu á của mình đã sống giống như là cực khổ cũng quen rồi nước hầu như nước nào đều cũng có chiến tranh và người dân đã phải khổ trong một thời gian dài so với châu giống như việt nam mình đi cho nên là khi mà có một chuyện gì xảy ra đó chưa cần chính phủ lên tiếng thì người dân đã có ý thức tự động bảo vệ bản thân mình tự đeo khẩu trang tự mua khẩu trang tự chế tạo khẩu trang một số những doanh nghiệp nhỏ lẻ nữa cũng tự sản xuất khẩu trang sản xuất thêm một số đồ để bảo hộ bảo vệ trong cái mùa dịch covid 19 chín này à, còn cái nguyên nhân thứ hai nữa là nước mỹ nó quá rộng lớn và cái bộ máy chính quyền á, nó cũng phiền phức hơn một số nước khác ví dụ Việt Nam mình ở à, một người đứng đầu dù một người đó ra chỉ thị ra quyết định thì mọi người khác tuân theo và nếu mà có thảo luận á, thì cũng chừng vài người cho nên cái cứ việc mà quyết định á, nó diễn ra nhanh và lẹ hơn giống như ở à, à, giống như đi 12 giờ khuya giống như ở ngoài Hà Nội đó có cái người nhiễm nhiễm bệnh covid 19 tại hà nội thì họp gấp là trong 12 giờ đêm à, tất cả mọi người họp lại và đưa ra quyết định ngay lập tức và mọi mọi chuyện đã diễn ra xong nó không có rườm rà như bên mỹ bên mỹ thì có hạ viện có thượng viện trong thượng viện thì có hai đảng là đảng dân chủ đảng cộng hòa tổng thống cũng có quyền hạn và quyền quyết định nhưng mà những cái quyền đó cũng bị giới hạn lại để tránh cái việc mà tổng thống muốn làm gì thì làm cho nên ngay cả khi tổng thống muốn ra một quyết định gì cũng cần một số thông qua ý kiến và bỏ phiếu của những người ở trong thượng viện hạ viện gì đó cho nên rất là rất là phức tạp để để mà họ ra được một quyết định hay là một cái 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 chuyện gì thì nó cũng cần có một cái thời gian ví dụ như đi bây giờ một số người nói là ồ tại sao Mỹ không phát phát động là đóng cửa trường học hay à, đóng cửa nhà hàng khách sạn sớm hơn khi mà mới có lớn chớm một hai người bệnh đó thì mình nên đóng thì nói thì mình nói như vậy thôi chứ nếu thực sự nó cũng không dễ dàng bạn bạn nghĩ đi một mọi người một một cái cái đất nước nó vận hành như vậy nếu mà cái sự việc đó nó chưa có ở mức mà phải gọi là đáng báo động thì người ta sẽ không có dám mà liều lĩnh mà đóng cửa như vậy bởi vì cái việc đó đó xảy ra ảnh hưởng kinh tế một cách cực kỳ khủng khiếp Tại vì các bạn biết sao ảnh hưởng không? Đóng cửa bắt người ta ở nhà là phải hỗ trợ cho người ta, hỗ trợ rất là nhiều thứ Hỗ trợ thức ăn giống như con cho con nít nè, hỗ trợ tiền rồi hỗ trợ rất là nhiều thứ Rồi mình phải xuất tiền từ ngân quỹ, ngân sách của đất nước rồi Nói chung là nó, nó ảnh hưởng theo rất là nhiều thứ Cho nên là nếu mà không trong tình trạng khẩn cấp thì người ta sẽ không có đưa ra cái quyết định đó À, đó là cho nên là cái bộ máy mà cồng kềnh rồi ra những cái quyết định cần thời gian như vậy ấy, một phần cũng đã ảnh hưởng tới cái 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 việc mà dịch bệnh ấy, nó không có được control như bây giờ và còn một cái nguyên nhân nữa mà theo mình nghĩ cũng rất là quan trọng đó là người dân không có hợp tác 100% phần trăm đối với chính phủ có nghĩa là cái tiểu bang mà ví dụ như cái tiểu bang mà gọi là dịch là ổ bệnh đó, thì ở đó đó chính phủ sẽ gắt gao hơn là ví dụ như người dân sách trao tới người dân ở nhà thì ngay chỗ ổ ngay chỗ chỗ khu dịch bệnh như là New York đó, thì có thể là người ta sẽ hưởng ứng hơn còn những cái chỗ khác thì vẫn còn yên bình cho nên khi mà chính phủ nói là đóng cửa trường học hay là cơ quan rồi kêu mọi người là hạn chế ra đường đó, thì cái cái việc đó nó không có tác dụng cho lắm ví dụ như tới tới như bây giờ đi là chủ nhật tới vacation tới nghỉ hè thì người ta vẫn cứ ra đường người ta nghĩ như ô bây giờ mình đi ra chỗ khác mình đi ra lên rừng hay đi ra biển cái đó cho nên là vừa rồi nó có một cái tin đó là mọi người tụ hợp ra biển quá đông thì bạn nghĩ đi thời buổi bây giờ mà cái chỗ nào mà đông là cái chỗ đó nguy hiểm mọi người cứ tụ hợp đông như vậy thì cái việc mà lây nhiễm nó nó sẽ càng ngày càng à, tăng cao cho đến cao. khi mà cái việc lây nhiễm tăng cao như bây giờ đó người ta bắt đầu sợ muốn sử dụng tới khẩu trang thì đã không còn khẩu trang để sử dụng Tại vì người châu Á của mình sợ nè. Là đi gom khẩu trang trước đã mua khẩu trang hết rồi, giống như mình cũng vậy mình sợ mình mua khẩu trang mình order là 100 cái thì khoảng tới 3 tháng mới mới ship mới gửi về nhà cho mình. Thì thay vì mà người dân Mỹ họ order khẩu trang thì họ đi ra họ xếp hàng để mà mua toilet paper. Đối với họ cái đó quan trọng, họ họ, họ chưa có nghĩ là đối với mình thì khẩu trang quan trọng hơn, toilet paper không cần thiết, không có thì mình sử dụng cái khác như châu Á của mình thì mình quen rồi nhưng mà đối với Mỹ thì họ nghĩ là ô cái đó quan trọng họ, họ ít có dự trữ đồ ăn bằng dự trữ toilet paper bởi vì họ nghĩ là đồ ăn thì chính phủ ở đây sẽ đảm bảo cho họ là ăn uống đầy đủ không đói cho nên họ họ quan trọng cho cái việc mà đời sống hàng ngày của họ họ quen như vậy rồi thì họ không muốn cái việc hàng ngày của họ sinh hoạt hàng ngày của họ bị thay đổi cho nên họ đi xếp hàng để mua toilet họ paper không có ráo riết mà đi order khẩu trang giống như là những người dân châu á cho nên là hầu như khẩu trang ở đây là bị hết hàng hoàn toàn họ mua người dân ấy, họ sẽ order những người dân như mình là họ order nhiều hơn để mà họ cho lại bạn bè bà con những người mà họ không order được và những cái lúc mà dịch bệnh vừa mới xảy ra ở Vũ Hán ấy, đã rất nhiều người bên đây order khẩu trang để gửi về những quốc gia của mình như gửi về Việt Nam nè, gửi về Trung Quốc nè hay gửi về những nước khác tại vì những lúc đó đó là Trung Quốc hầu như là hút hàng khẩu trang hoàn toàn rồi mà Trung Quốc hút hàng từ việt nam và những nước lân cận khác nữa cho nên là những nước như mỹ là lúc đó là đang bình yên chứ chưa có chuyện gì xảy ra thì hầu như là người dân châu á mình đã đi trước một bước là mua hết tất cả khẩu trang rồi đó cho nên người dân châu á của mình là phải gọi đụng chuyện là phải gọi là rất là hay lúc nào cũng là hả chuẩn bị trước đó, tại vì sống khổ à, quen cho nên rồi. cái khả năng mà phòng vệ gọi là cái khả năng mà phán đoán cái sự việc xảy ra trước đó, sắp xảy ra rất là hay uhm nói chung thì hiện bây giờ dịch bệnh cũng đang xảy ra và chính quyền của mỹ mình cảm thấy họ cũng đã cố gắng làm hết sức và làm rất là tốt rồi bằng cái việc là họ đã chi tiền ra một số tiền rất là khổng lồ như mấy ngàn ngày Mày nay mình thấy mình chi ra cả ngàn tỷ hai ba ngàn tỷ để mà hỗ trợ rất là nhiều thứ hỗ trợ về vấn đề ăn uống hỗ trợ về vấn đề cho người dân cũng như là họ cũng đã rất quan tâm tới người dân về cái việc sinh sống hàng ngày vừa ở, đi làm không đi làm ở nhà cũng hỗ trợ lương phát tiền từng từng hộ từng người rồi đảm bảo rất là nhiều thứ thì mình cảm thấy là họ cũng đã làm rất là tốt rồi thực sự mà nói một đất nước rộng lớn như vậy muốn control hay muốn uh, làm giống như là gọi là triệt để thì rất là khó à, cho nên nếu muốn muốn phê phán thì mình chỉ phê phán ai đã làm trì trệ những quyết định những cái ai mà chỉ biết ngồi đó và chỉ biết chỉ trích à, kỳ thị và chửi rủa châu á về những căn bệnh covid 19 chín này thôi còn ngoài ra đối với chính phủ những gì họ đã làm cho người dân hiện nay thì mình thực sự cảm thấy rất là cảm ơn và rất là hoan nghênh mình chỉ hy vọng một ngày gần đó cái bệnh dịch này là sẽ biến hẳn hết hoàn toàn không còn là nỗi lo cho thế giới nữa tại vì khi mà bệnh dịch này xảy ra đó à, không phải chỉ có đem lại chết chóc mà nó còn đem lại một sự thù hằn cực kỳ kinh khủng giữa châu á và với những nước còn lại nữa họ không phân biệt được đâu là người trung quốc đâu là người việt nam đâu là những như singapore hay là hàn quốc gì đó họ chỉ biết nhìn vào người châu á và sợ như vậy thôi thì cái việc đó nó cũng cực kỳ cực kỳ đáng sợ khi mà con cái con virus này nó qua đi thì mình nghĩ cái chuyện cái chuyện mà kỳ thị đó nó vẫn còn ở lại mình chỉ hy vọng là cái con virus này nó qua đi càng sớm càng tốt và khôi phục mọi thứ trở lại như cũ thôi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này của mình nãy giờ nha mình hy vọng clip sau mình sẽ cập nhật toàn là những tin tốt với các bạn thôi à, không còn là những bad news như ngày hôm nay nữa và bây giờ xin chào và tạm biệt hẹn gặp lại các bạn ở một video clip kế tiếp nha bye bye